Chào mọi người, nấm đang lắc mèo bào ngư xám. Thì hôm nay nấm kiểm tra thì thấy hầu như là đã ổn định rồi, đủ tiêu chuẩn để đem ra cấy vào lúa. Ở này thì nấm cũng chia sẻ với mọi người tùy cái cách của mọi người làm. Có người thì thích lỏng, có người thì thích sệt một tí, có người thì thích lắc hạt to, có người thì thích lắc hạt nhỏ. Thì đây là tùy kinh nghiệm nha. Còn đối với nấm thì nấm thích cũng vừa thôi, không to và cũng không nhỏ, nhưng mà cũng đừng có sệt quá, đừng có lỏng quá, vừa là được. Và chúng ta tùy vào cái cấu trúc của cái lúa nữa. Ví dụ mọi người nấu lúa quen rồi, nấu ở bắp như thế nào thì cái lỏng qua nó đẹp thì chúng ta cứ làm thôi. Thì ở đây nấm thấy thì đã dừng được rồi. Về cái độ sợ thì đúng theo yêu cầu của nấm mong muốn. Này còn phải bơm qua lúa rồi lúa mới cấy ra được phôi nha mọi người. Còn có nhiều anh em thì bơm trực tiếp từ cái giống lỏng này qua phôi luôn thì cũng ok đấy, chứ không sao hết. Nhưng mà chúng ta phải đạt chuẩn được cái phòng cấy của mình, chứ vì nếu mà bơm từ lỏng trực tiếp qua phôi thì nó sẽ dễ nhiễm hơn. Vì trong cái quá trình mình cấy thì mình cấy qua lúa thì mình cấy ở trong cái tủ cấy có màng lọc, có đầy đủ phòng đồ nghiêm chỉnh thì nó sẽ đỡ nhiễm hơn. Rồi. Thì nấm chia sẻ ở đây là cái quá trình lắc nó hầu như đã hoàn thành rồi, thì dừng nghỉ khoảng cỡ 2-3 hôm, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ lại một lần nữa, đó là nó có bị nhiễm hay là có những chai nó bị loãng quá không. Nếu mà chai nào loãng quá chúng ta dừng, ví dụ dừng còn có chừng tiếng thôi, mà chúng ta thấy có những chai nào mà nó loãng quá thì chúng ta sẽ lắc thêm, còn những chai nào đặc thì thôi. Rồi, cũng cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Anh chị em nào có nhu cầu giống, hiện tại thì nấm đang làm rất nhiều loại giống theo yêu cầu, ví dụ như là tú cầu nè, nấm rơm nè, linh chi nè, bào ngư 45 nè. Đẹp rồi đó mọi người. Do cái đèn pin của nấm rọi thì cứ bên nào mình rọi thì cái màu nó sẽ nhạt hơn, còn bên nào thì không rọi thì màu đậm hơn.